cũng nhắm tới cả Windows, Android, trên iPhone. Tin tặc cố hướng người dùng kích vào đường liên kết dẫn tới trang web bị kiểm soát. Tại đó, tin tặc sẽ cài cắm mã độc đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm như mật khẩu, thông tin đăng nhập, định vị. Fox dẫn lời nguồn tin thông thạo sự việc cho biết, nhóm tin tặc tấn công iPhone đang hướng tới các nền tảng khác, gồm cả Windows và Android. Nhóm Project Zero của Google là bộ phận phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone thời gian qua. Tuy nhiên trong thông báo phát đi, Project Zero không hề nhắc tới Windows và Android, nhưng theo nguồn tin của Fox cho biết, Project Zero chỉ tập trung vào iOS nên rất có thể họ không để mắt tới các nền tảng khác như Windows và Android. Trong khi đó, Microsoft cũng chưa đưa ra cảnh báo nào về hoạt động tấn công trên. Tuy nhiên, hãng này cho biết sẽ điều tra báo cáo, đồng thời công bố thông tin khi mọi việc sáng tỏ. Bản tin của Fox không hề nhắc tới model Android và phiên bản Windows nào đang là mục tiêu tấn công của tin tặc iPhone.